Rồi chào các chú các bác cùng các anh em mình nha. Hôm nay có thằng Bin gửi đến anh em tham khảo ha. Hôm nay 14 tây tháng 11. Số Bin máy cỏ gửi đến anh em tham khảo hàng bãi ha. Ai thấy được cả alo cho em 0916 685 856, gặp em mình ở Lê Dung Đồng Tháp nha. Thì số máy chung cũng tầm trung anh em, mình xài đơn giản thôi. Xài vừa rẻ mà tiện. Rồi, đầu tiên là con Makita đầu kia. Cái này 692D. 6919 chứ, 6919D nè. Thì mấy con này mấy con đầu khía anh em biết rồi ha. Nó thì 2.6 bằng 2, dòng ra 3.6, 2.6 mà dòng vô bằng 2. Thức bên ngoài móc treo đầy đủ ha, đổ pin. Rồi test chức năng nha anh em, cái này đầu có gơ, đầu có nhúc nhích chút xíu nha anh em, đầu có gơ dơ nè. Nhiều khi anh em chút đút pin vô nó không chạy lý do nè, cái này là tem ố cái oxy quá nè, chà nhám lên là nó chạy. Điều tốc này anh em, báo chiều cái đèn anh em. Rồi nói chung là mấy con này anh em hiểu quá à. Gành này ha, em có làm chi đâu, chung full chức năng, có cái đầu hơi gơ. Con này giá 420.000 ha. Thì cái đầu gơ này nó không là vấn đề nữa, về mình cứ việc tháo cái đầu này ra, tháo găng ngược anh em, dặn ốc này ra, ở trong trong cái đèn này có ốc nữa, tháo ra xong cái mình dặn dặn vô là nó ra, dặn vô gì nè, dặn xây vô là nó sẽ ra găng ngược á. Xong cái mình rút cái đầu này ra, cái mình thay cái đầu này nó không là vấn đề nữa. Cái đầu này giờ nó có bán là cái bạc với cái đầu luôn, tầm khoảng mấy chục ngàn á. Mình thay vô. Còn này bắn vít là nó không quan trọng nữa nè, bắn vít nhấp nhấp là nó vô vít rồi nó gõ búa, không quan trọng cái vụ chính xác. Nó mà vô rồi là nó biết cái đó. Và tiếp theo là con này. Con này là cũng 6919 luôn, 69 này là 693D. Con này sà má là 693D. Đầu cứng. Than rời than ngoài. Dễ thay than luôn ha. Em chưa vệ sinh luôn, giống ba cây bụi bẩn. Rồi test chức năng thì đầu kia này có tốc độ, nó có một thứ một anh em, nó làm màu khác thôi. Điều tốc, đảo chiều cái đèn ha, đèn full chức năng ha. Này nó có cái dấu cắn cắn ở đây nghe nè, còn nó bị cắn thôi chứ ở bên trong còn ngon nè, thấy không? Thì em nói trước để anh em về nó không bơn ở nè, em quay cố gắng kỹ cho anh em. Cái này nó cũng như nó cắn nhá, nhưng mà nó chưa có gãy nha, có cái dấu cắn gì thôi. Đó. Con này về vệ sinh là đẹp long lanh luôn, đa số mấy ông về là xài không. Đầu cũng hơi lúc lắc xíu mà nó hơi thôi chứ không có là quá đáng anh em. 450.000 thân máy gió pin. Đây em bán là thân máy gió pin nha. Nè, đó, số 2 nè, 450.000. Số 3 cũng vậy luôn. Số 3 con này hôm trước có người chốt rồi mà tự nhiên người ta quỷ đơn thì em còn lại đây. Tháo dục luôn anh em, tháo dục cái này luôn. Không quan trọng đâu. Này, tháo dục luôn, anh em nào thấy thích thì dán lại. Con này 693D luôn. Đầu cứng.
mấy con này về mình đổi lại cái chân pin trượt luôn anh em, cái chân nó bán 50.000 cái, đổi là cái chân trượt đảo chiều đều tốc. Dơ cái nè đó. Về tháo ra vệ sinh lại chữ đây là ngon lành đó. Con này em chưa đụng nha, chưa đụng, nãy giờ mấy con chưa đụng hết, không có đụng chạm, đầu cứng luôn. Rồi con này 450 nha, này là em bán giá hầu như là quầy vốn luôn, bán đâu có lời mấy con này nè. Tại vì mấy con này anh em á, đóng pin nó thì đóng bằng cái vỏ này là đóng rất khó, cho nên là mình sẽ cắt một miếng gỗ á, mình cắt tròn vô đây, xong rồi cái mình chuyển qua cái chân trượt. Cái đế chân trượt nó sẽ có bốn ốc, bốn ốc dừa với nó làm bốn ốc sẵn. Để em lấy cái chân trượt cho anh em xem ha. Anh em thông cảm nha anh em, đây cái chân trượt nó vậy nè đó, thì nó để âm dương nè đó, thì mình làm mình gắn miếng gỗ vô cái mình gắn vô bốn ốc này nè, bốn ốc chỗ này nè, bốn góc này có nè, thấy không, một lỗ hai lỗ nè, ba lỗ bốn lỗ đó, mình gắn cái chân trượt này vô đó, gắn chân trượt vô là vừa nghiến luôn, thấy không, lên 3D đó anh em đó, vậy nè đó, là mình xài vô cái vỏ pin trượt của thằng Makita mới giờ anh em, Makita 14, Makita 12 đều có hết nè. Đó, vậy nè, đó mình gắn vô cái là mình trượt bình thường. Đó. Đó, tùy theo anh em gắn thôi. Trượt là xài tẹt ra luôn. Dù muốn lên 14 thì xài, muốn lên 12 thì xài bình thường. Đó, vậy là mình đi công trình bắn tẹt ra luôn, thoải mái luôn. Ha, là cái đế chân trượt này nó gồm có hai bộ phận, cái ngoài cái trong ha. Cái này thì nó bán nguyên bộ về là 50.000 đó. Cái này thì em mua em cũng hỗ trợ anh em, anh nào không mua được á thì em mua luôn đó, 50.000 đó, vậy nè. Rồi ok ha. Rồi con máy này là máy này 450.000 thân máy gió biên nha anh em đó, số 4 nè, số 5 là một con Hitachi dòng WH12DM2. Cái này nó là 12V 0.26 nha, tua của nó nè. Nhưng con này DM2. Đây, thân máy gió pin. Đèn này anh em về thay pin nó cháy nha anh em. Lâu quá nó hết pin. Rồi, test máy. Được tốc. Đảo chiều. Chân này không ăn pin. Có vẻ như cò nó không được mượt á nè, dơ á, điều tóc, đảo chiều, để em coi cái chân này nó có bị dơ không, rồi quá dơ rồi anh em ơi, là tức là khi mình gắn pin vô nó không có tiếp xúc tốt anh em, dơ á, từ bóp cò nó không ăn, đương như là nó khi bấm cái dòng tua cao nhất á, là nó sẽ không có đủ điện áp để mà hoạt động cái máy á, nó lực sực lực sực. Nè em làm lại nè, thấy không, nó tiếp xúc tốt và nó chạy như vậy nè, đảo chiều, thấy không, chạy rất tốt, có múa thế kìa.
mạnh kinh khủng nha anh em. Đó. Thì con này em chưa vệ sinh, em chưa bung nha, chưa vệ sinh nha. Còn nguyên thủy đó, anh em về vệ sinh nó cái là nó tiếp xúc điện tốt là nó ok luôn. Rồi. Thân máy gió pin con này 700 nha. Gió pin này nha. Gió pin này đóng 6 xe bình thường nha anh em. Đúng pin nó luôn nè, pin nó là cái vỏ này. Đúng chuẩn pin luôn đấy. Đó. Nguyên nguyên con chưa đụng chạm. Số 5 700. Số 6 Ryobi 12V. Mã của nó là BID1226. Con này dòng nó khoảng tầm 2600 á. Lực nó đập chắc cũng tầm 101 110 như tên 110 đến 120. Điều tốc có đèn ha. Đảo chiều. Hai cấp nhanh chậm. Chỉ là cán cò thôi, cái này là nó bật lên là nó cản cái cò này lại anh em, cản cái cò này lại nó bóp cái cò nửa cò gì nè là nó chậm, khi mà giật xuống thì bóp thẳng cò gì nó nhanh vậy thôi, bóp bóp nửa cò thì nó chạy yếu thôi, có gì đâu. Số 6 450 thân máy vỏ pin này chóc cao su xíu anh em, chắc có xúc xíu gì mình lột bên đây ra cho nó giống luôn, ngon lành luôn, lột bên đây cũng lột thẳng luôn. Đó. Còn máy thì motor còn sáng nè ha, motor giờ nè ha, đồng đỏ ao luôn. Đó. chưa bung nha, con này em chưa bung, nó chạy thì thôi bung làm gì. Số 7 300 Ryobi khoan 15 cấp trượt bắp dít và 1 cấp khoan, 2 cấp nhanh chậm. Tắt máy. Điều tốc. Đầu không gơ không kẹt, đầu không kẹt. Đảo chiều. Con này 9.6 Ryobi 9.6 nè. 0 đến 350 vòng đến 1200 vòng. Đầu kẹp 10 ly. 15 cấp trượt. Chuyển cấp qua cấp nhanh này. Chậm nè, nhanh nè, ngon lành ha. Đầu có lúc lắc chút xíu nghe nè, mấy con khoan là ưa có gờ độ gơ như vậy nè, chút xíu thôi không gọi là quá đáng. Rồi. Thân máy gọi bên anh em cái này về độ được 3 xeo, thí dụ anh em muốn đóng được 6 xeo anh em mua cái đáy này lên Shopee gõ vô đáy bỏ pin Ryobi 9.6 in 3D là nó hiện lên, mua cái vỏ này thay vô IC luôn, dài gan xíu thôi, nó cũng y gan vậy nè mà nó dài gan xíu nè, mình dựng đứng lên 6 xeo ok, còn vỏ này đóng 3 xeo đâu. Anh em là xài ít thì lấy con này 300. Tiếp theo con AZ6901 12V 3 chức năng Nationan 6901 3 chức năng
có 5 cấp chuột bắn vít và một cấp khoan thường và một cấp khoan búa. Khoan thường ở đây, khoan búa ở đây ha. Tem còn hai cấp nhanh chậm, chưa bung, máy còn nguyên. Điều tốc, đảo chiều, đầu kẹp phi lốc. Con này chắc 10 ly. Đúng rồi, 0.8 đến 10 ly nè. Không. Kéo ra là dặn nghe nè. Đẩy vô là khóa ha, kéo ra là dặn nè. Đảo chiều. Đó. Đầu ha. Đầu cứng. Khóa ha, lóc đó. Con này khá mới anh em, chưa bung, chưa đụng chạm. Bán sao để như vậy. Vỏ pin vỏ cao, báo pin luôn. Vỏ đẹp, có báo pin. 850k. Số 8. Quên test chức năng búa nữa. Con này full chức năng nha anh em. Để rồi cấp búa ha. Đây cấp búa ha. Đó. Nè. Búa đó. Một khoan thường. Đó. Búa nè. Ok ha. Thằng máy do pin này nó có cái chốt mở đầu auto lock mà. Zin của nó còn luôn. Cái sắt để mình chọt cái lỗ này nè. Tháo đầu auto lock ra. Chọt lỗ này nè. Nè, lỗ này nè. Rồi, số 8. 850k. Số 9. 950k. Con khoan 3 chức năng, bắt chích khoan và khoan của búa, 3 chức năng. Con này nhanh chậm ha. Con này là thân máy do pin 24V nha anh em. Đây 24V ha. Con này đời xưa, than rời, có than, than rời đời xưa. Đầu kẹp 13 ly. Đầu kẹp 13 ly. Đây, lấy 13 ly. Qua mình đếm mấy đầu kẹp auto lock luôn anh em. Con này không có điều tốc, bấm chạy, bấm chạy nha anh em, bấm mà có thắng. Để mình thử 12V mới chạy nổi không đi. Vỏ còn khá mới nè. Cái này mình có sạc zin, sạc dám nó vô lắm, pin mới lắm. Đảo chiều. Cái chức năng còn nhẹ nhàng ha. Chức năng trước nè. Đó. Búa tên nằm đâu là ngay chức năng đó đó nghe. Đó. Và búa, búa nè. Chết một. Búa hoạt động ok nha. Cái này khó test quá. Đó, 12V nó búa vậy đó. Nói chung con này là chỉ có điều tốc là không có thôi, còn nhiêu là đủ hết. 12V nó không khó test. Con này không test rồi. Con này cũng có một đơn hồi đấy, mấy còn đây. Cái này em bán giá bớt 50.000 thanh lý luôn. Lỗ luôn. Số 9 giá 950k. Thân máy vỏ pin nha. 24V Makita. Chóc tẹp nhưng mà chức năng đầy đủ.
thiếu cái điều tốc thôi, còn nhiều là có thắng luôn. Thứ 9 đến số 10. 10 là con cưa. Mã của nó là EZT502. 12V. Lữ nó là tắc mốt. Để 40 mm. Lữ tắc mốt. Nhật nguyên luôn ha. Lữ này lữ cắt gạch nè. Lữ này rất là xịn nghe nè, lữ Nhật luôn nè. Nationan nè. 12V ha. Lữ này thì lữ zin theo nó luôn. Năng hạ lữ. Đây, cái này là cái bảo vệ lữ nha. Còn cái này là cái năng hạ lữ bên đây. Kéo này xuống hạ lữ. Đó. Rồi. Rồi cái này là cái cử của nó trước. Rồi, test máy. Đè nút này xuống nó mới chạy nha anh em, đè nút này xuống nó mới chạy. Buông ra thắng đứng liền ha. Cái này để cắt gạch độ ok lắm anh em. Chưa vệ sinh, chưa đụng chạm. Bãi sao để như vậy. Thân máy vỏ pin 450k. Vỏ pin này đóng 6 xe bình thường anh em. Vỏ pin thấp nhưng mà đóng 6 xe bình thường. Số 11. Số 11 là con Makita M694D 243.000. Con này làm ở China, xuất Nhật. Makita ha. Thân máy còn liên lạc, ngon lành. Test máy. Con này khá sáng sủa ha. Chưa đụng chạm nha. Chiều tóc có đèn ha, đảo chiều khá mới ha, chạy khá êm luôn. Đầu cứng, đầu hơi nhúc nhích chút xíu, không kẹt. Em chưa đụng chạm là dấu sình bùn nó còn y nguyên luôn này. À, thấy không, nếu mà dặn là có dấu rồi, chưa lau chùi luôn. 450.000 M694D, còn của thằng làm ở Nhật thì 693D. Rồi cái này gồm có hai con bán bộ luôn, hai con 14V hết cặp này. Một con khoan, một con vít. Vỏ là vỏ này luôn, vỏ zin luôn. Hitachi 14V4. Này là 14V4 anh em. Đó. Test máy. Điện tốc. Cái này test bằng nguồn 12 cho nên nó không đủ mạnh nha anh em. Nè, test bằng nguồn 12V nè. Nè, test bằng nguồn 12V cho nên không có đủ sức của nó nha. Điều tốc. Đảo chiều. Rồi, một con. Đầy đủ chức năng ha. Con thứ hai à, có cái này dễ nè. Con này là con 14V đầu sắt hay đầu kẹp auto lock, đầu sắt 13 ly DC 14.4, DMGL 13 ly nè, 14.4 nè.
tàu sắt ha, gồm có 22 cấp trượt, 1 cấp khoang, 2 cấp nhanh chậm, chiều tốc, đảo chiều. Đang ở chế độ chậm qua chế độ nhanh, đảo chiều, lốc nè, đó, cũng ngắt luôn. Cấp trượt. Hai máy một pin, hai máy một vỏ pin, 1,5 triệu nha. Tại vì em có một cái vỏ pin nè, cho nên là bán bộ về cho anh em xài. Cái vỏ này trên vỏ lô nó cũng có bán, Shopee cũng có bán đó nha. Nhưng mà em chỉ thích xài vỏ zin thôi. Anh em mà kẹt thì mua vỏ lô xài cũng bình thường. Tại vì thích như chơi siêu tầm. Bộ nó 1,5 triệu nha, hai con. Hai thân máy. Một vỏ pin 1,5 triệu nha. Rồi, số 12 nha. Số 13 là một con, này là một con Nati 12V. Cái này là nó làm cái báo pin hay vậy nè. Thấy còn mới EZ6600 ha. Nati Unan tem tiết rồi còn. EZ6600 DC 12V. Con này đầu cổ cho nên cái búa nó bự nè. Đời xưa. Con này một cái bị nó lỗi đây là nó bị hư hai cái móc này, về mình lấy cái miếng inox á, mình làm cái ngàm cho nó ăn vô cái chấu này, là cút pin ra cho đừng rớt thôi. Lỗi. Cái này nó bị bể đây ha. Mình về mình lấy cái miếng mình cập vô đây. Mình cắt cái lẫy, mình bẻ cong vô cho nó ăn vô hai cái ngàm này là ok. Đó. Cái này nếu mà còn nguyên là con này bán cái thằng máy không muốn gửi anh em. Còn cái vỏ pin này là 100.000, vỏ pin có báo đèn nè. Đó, vỏ pin lớn nè. Rồi, nó bị chi tiết nhỏ vậy thôi. Chứ không có gì cả. Chưa bung nè, máy này chưa bung. Điều tốc. Đảo chiều. Máy chạy khá êm ha. Còn cái này là nó báo pin vậy nè. Anh nào chơi Nati thì không thiếu con này được rồi nha. Thắng thiết đầy đủ ha. Điều tốc. Con này chưa bung. Thân máy, vỏ pin 450 ngàn. Con số 14 tiếp theo. Black Tracker 14V4 nè. Con này làm ở China nha, máy đen China nhưng mà xuất thị trường Nhật toàn chữ Nhật không nè, thấy không? Đó, chữ Nhật không. Thị trường Nhật thì phải làm chữ Nhật. Con này làm ở China nhưng mà xuất thị Nhật ha. Con này motor là khủng khiếp luôn. Đây. Con này than gời nha anh em, tháo bốn ốc này ra nó có than gời nha, dễ thay lắm. Ở trong là than gời dễ thay than. Mà Black Decker thương hiệu Mỹ xuất Nhật, mà làm ở China, hàng ba cục. Đó, Biniken đây. Đó. Con này đóng 8 xe bình thường nha anh em. Vỏ pin nè. Máy còn khá mới nha anh em. Đó. Rồi, test máy. Test bằng nguồn 12 anh em. Điều tốc. Đảo chiều. Test thử cái búa nữa.
cái con 12 thì nó chung chung mình biết rồi, còn con 14 test thử. Ôi, quá mạnh anh em ơi, con này khủng khiếp lắm. Rồi, full chức năng, điều tốc thắng thiết ok, cái độ mới có nghe anh em, con này là chưa đụng chạm luôn, mới đầu cứng ngắt, không gơ, không kẹt, hình thức bên ngoài, motor còn mới nè. Rồi, thang máy gió pin 750k, số 14, số 15, dòng DMG, đây, WH DMG 12V DC 2006 DMG, mắt cao su, đầu không gơ, pin này em đóng mới nha, pin này của em đóng. Đèn không cháy. À, chức năng điều tốc đảo chiều, con này còn các em ha, có vệ sinh này, con này có vệ sinh, nhớ hình như có vệ sinh, vệ sinh là vệ sinh cái búa đó, búa nó đầu tiên nó hơi bị cứng rồi em tháo ra làm mở bò lại chứ không có bệnh hoạn gì hết. Còn là mấy con có thang này ít có lỗi lắm. Ở số 15 600 thang máy gió pin, gió cao dễ đóng anh em, gió pin luôn. Đây em bán gió pin không à, ít có bán gió lô. Rồi, con này là WH12DC2 12V luôn, bắt dít. Con này made in China, làm China xuất Nhật. Con này anh em thấy rất là nhiều ha, em thấy rất là nhiều anh em bán. Chủ yếu là mình dầm, nhất là ngoại hình nè, ngoại hình là cao su không bong chóc, còn đẹp đó. Rồi quay qua cái đèn này có cháy không? Đèn không cháy, thay pin anh em. Rồi thứ ba là đầu có gơ, đầu cứng. Cái thứ tư nữa là mình test chức năng điều tốc. Đảo chiều. Cái này là tháo ra là vô mổ mở bò vệ sinh cái là đẹp, con này chưa bung anh em. Đẹp cực kỳ luôn. Con này em vệ sinh cái là long lanh luôn. Rồi, thân máy, vỏ pin 450, con này cũng vậy luôn, giống nhau, cao su liền lạc đó, đèn kéo, đèn kéo, đèn thay pin nha anh em. Cao su liên lạc đó. Đầu không gơ, máy còn mới, Hitachi, điều tốc. Chân tiếp xúc dơ, đảo chiều. Chân tiếp xúc giờ đây, thấy không, nó không ăn điện, khi mà lên dòng tua lớn cái nó không đủ điện về vệ sinh ok. Nếu mà cái cò này lỗi là lỗi, nó không chạy luôn nghe anh em, mà nó chạy là nó không hư, dơ chân tiếp xúc, đảo chiều, thấy không? Rồi ok, về vệ sinh lại là ngon lành thành đạo luôn. Đây vỏ pin mới, vỏ pin zin của nó đây, 12V, về đóng pin xài. Rồi tổng giá 450 ngàn.
Con này giá 500, có vệ sinh, sơn đầu, một anh bạn gửi. Đầu hơi nhúc nhích. Vỏ pin 14 nhưng máy 12. Con này là 693D của Nhật làm. Đầu có sơn. Vỏ 14 dễ đóng pin. Nhìn nó cứng cáp, đứng vững không có lật. Test máy. Con này full chức năng. Đầu hơi nhúc nhích. Điều tốc chạy khá mượt, lý do vệ sinh rồi. Đảo chiều nó chạy khá yên ha. Thì những con vệ sinh lại là nó vậy đó, vô mở vệ sinh đàng hoàng, vô mở là nó chạy y gan vậy đó. Nhiều khi anh em không hiểu rồi nói bùa phép này nọ, chứ thật sự ra là mấy con này vệ sinh cực lắm, 2 tiếng hồ không rồi đâu, bảo đảm. Tháo ra nhiều khi gáp lại, nhiều khi anh em không gành đó. Còn những em tụi em làm quen rồi, tệ vậy là cũng 1 tiếng hồ, tiếng hồ mới rồi, nhanh là cũng tiếng hồ. Số 18 500, thang máy, vỏ pin. Vỏ pin này giống như vỏ pin zin, nó còn chạy luôn nè, thấy không, còn nhúc nhích luôn á. Đìa có cục sạc, anh em mà có sạc đúc vô xài khỏi thay pin luôn. 500, thang máy 18. 19 Blacker bắt dít, chưa vệ sinh, chưa bung, 12V. Cái con bắt dít 12V này nó thông dụng anh em, khỏi nói nhiều, chủ yếu nhìn bên ngoài thôi, rồi đầu chức năng thôi. Mấy con này là rất là thông dụng rồi. Điều tốc, đảo chiều, đèn đốt có cháy không ấy, cháy luôn, tắt, bao pin, cháy ha, tắt, còn, rồi full chức năng, thân máy, vỏ pin, 450.000, 19, tiếp theo, giống nhau luôn. Hình thức bên ngoài tem chóc, chưa vệ sinh. Điều tốc, đảo chiều, đèn cháy không biết. Đèn nó dơ nè, khi mình bấm riết thì nó bấm không bấm đó, nó bị tan. Cái này vệ sinh lại là nghe nó cháy anh em. Rồi, đèn cũng không quan trọng, chủ yếu là máy full chức năng. Con này bác 20.000 cho anh em vệ sinh. Ví dụ đèn 430.000. Nói chung là đồng giá thì anh em lấy con kia, đâu lấy con này phải không? Bớt 20.000 cho anh em vệ sinh. Số 21 600, thang máy, vỏ pin. Cưa Nationan 3502. Lữ hợp kim. Không mẻ. Còn rất đẹp. Rất ngon. Đây. Con này nó không có năng hạ lữ, bấm là chơi thôi. Đây. Đè này xuống,
Rồi. Thang máy gió pin 300 ố 600 EZ3502. Thang máy gió pin số 21 600. À, tiếp theo là một số lô máy của anh em bán. Anh em gửi bán nghe này. Rồi, con này thang máy DMG 650k. Tết máy. Nhựa tóc. Đảo chiều. Mắc tem ở đây. DM. Đảo chiều. Một con. Số 2, 650. Con số 1. 600. Boss 14.4. 14.4 boss. Thang máy không có dấu hiệu. Test máy. Đây. Đèn cháy nha, đèn như đèn cháy. Điều tóc. Đảo chiều. Đèn móc ok, không có gió pin. Thân máy 600. Con này số 4 Hitachi 14.4. Dòng này 14.4 mắc tem anh em. Điều tóc. Đảo chiều. Quên. Đèn đốt cháy không biết. Đèn cháy nha, đèn chủ động. Bấm cái cháy, bấm cái tắt. Rồi, ok. Thân máy 750k. Con này hai con 700 hết. AZ Panasonic AZ 7441 full chức năng, do không có pin không thử được. Bao full chức năng 14.4. Một con màu trắng, một con màu đen. Con này mắc tem. Đó, hai con, còn 700. Lấy con nào lấy full chức năng nha. Rồi. Còn 700 nha anh em. Rồi, clip em hôm nay gồm có nhiêu đó thôi. Anh em nào thấy được alo em. Anh em nào xem nhớ like cho em một like với nhấn nút cái chuông đăng ký đặng mình xem được cái video clip tiếp theo nha anh em. Ok, xin chào anh em.